Lời khai của các đối tượng vụ đồng tâm tố cáo ông Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng. Lê Đình Công khai đã chi 33 triệu mua lựu đạn, tự tay đóng xăng vào chai bia với số lượng là 4 két. Lê Đình Chức sai Lê Đình Doanh đẩy về phía đằng trước, rồi Chức đổ xăng xuống, đốt sống 3 đồng chí công an. Doanh còn khai, nghe rõ các chiến sĩ công an bị đốt gào thét lên. Lê Đình Quang khai ra Lê Dũng Vô Va, Hồ Cương Quyết Anthony Tuấn và Tuấn Đà Nẵng đến gặp ông Kình, lấy hồ sơ đất đai để phát tán chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả đều khai, làm theo lệnh của Lê Đình Kình. Bạc nhiên, trong những điều được nói ra, không hoặc có rất ít tính liên quan tới hai ông Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng. Và chính điều đó ít nhiều đặt ra những mối hoài nghi. Liệu họ có bị vu oan hay họ đang bị dư luận hiểu nhầm với tư cách là những kẻ làm nóng và phức tạp thêm tình hình tại Đồng Tâm với những chuyến thăm gặp, những lời động viên trực tiếp và những lần đăng đàn lên tại diễn đàn quốc hội. Nhưng rồi, điều đó không những không cứu hay đưa ông Quốc, ông Nhưỡng ra khỏi những vũng lầy do chính mình tạo nên, mà xem chừng nó còn trầm trọng hơn trông thấy. Theo đó, rất nhiều lần đến Đồng Tâm, được vào nhà ông Kình, ông Công và những thành phần hảo hán khác, rồi những cuộc gặp ngoài lề được những ống kính ghi lại. Không lẽ ông Kình không hiểu rằng Đồng Tâm, cụ thể hơn là nhóm Đồng Thuận đang xấu đi trông thấy, khi ở đó nhóm ông Kình, ông Công, ông Hiểu không còn là những người bị lợi ích xung đột dẫn đến cực đoan, quá khích, mà đã từ lâu dưới bàn tay nhào nặng của các nhà dân chủ, những người nước ngoài nói tiếng Việt, cơ quan ngoại giao rất nhiều nước và cả của chính ông Quốc, ông Nhưỡng. Họ thực sự đã bị tha hóa. Chính quyền, cấp ủy đảng đối với họ mà nói không còn đồng hành, thậm chí đã trở thành kẻ thù từ lâu. Họ buộc phải hành động để tìm lại những thứ họ có nguy cơ mất nếu như bản kết luận Đồng Tâm được công khai. Đó là những điều mà tin chắc ông Quốc đã nhận ra, ông Nhưỡng cũng vậy. Nhưng rồi hai ông đã làm thinh mọi thứ. Hai ông vẫn nhìn nhận nó là một vấn đề thuần túy, không có yếu tố chính trị, đối trọng trực diện trong đó. Và cứ thế, tha hồ cổ suý, tán dương, ủng hộ. Mà xin thưa, những thứ, những điều được ủng hộ từ các ông mới nguy hiểm, mới thành vấn đề khi để đám chống đối tại Đồng Tâm ngộ nhận. Đó là sự ủng hộ từ một bộ phận nhà nước. Và cứ thế, làm liều với niềm tin, nếu có chuyện gì thì cũng sẽ ít nhất có sự ủng hộ của đám người như ông Nhưỡng, ông Quốc. Hành vi vuốt ve, cổ suý cho đám người chống đối, khủng bố, vì thế đã ít nhiều dẫn đến cơ sự như hôm qua. Do đó trong vụ việc này, dưới bất cứ góc nhìn nào, ông Quốc, ông Nhưỡng đều có phần trách nhiệm. Chính các ông đã làm xương máu các cán bộ công an đổ xuống một cách đau thương, để lại nỗi đau mất người thân cho nhiều thế hệ mai sau. Và với những điều được chỉ ra, dư luận cần ở các ông những lời giải thích, những sự lên tiếng. Còn đối với bản thân quốc hội, cá nhân những người có chức vụ quyền hạn trong đó, nếu ông Quốc, ông Nhưỡng mãi là đại biểu quốc hội, mãi có cơ hội tìm danh hai chữ nhân dân, thì khi đó lòng dân sẽ chưa thể yên, sẽ còn cơ hội để xảy ra những chuyện đau thương không hay khác từ cái miệng của các ông này.